Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những video về làm vườn ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem một cái dàn khổ hoa tây nha các bạn, được gọi là mướp rắn á. Mà giống này là giống trái dài ha, tại vì ở trên thị trường thì nó có rất là nhiều loại luôn. Cái loại mà trái ngắn mà bầu bầu các bạn, mà cái loại mà trái trắng màu trắng trắng mà sọc sọc á, lúc trước ở những cái kênh khác của mình á thì cũng có chia sẻ nữa. Còn cái giống này là giống loại trái dài ha. Và nhiều bạn cũng hỏi mình về cái hạt giống mình mua ở đâu á. Thì ở đây thì mình mua trên sàn thương mại điện tử Shopee nha các bạn ha. Một tép như vậy là chỉ có là 11.000 thôi. Nó cũng rất là rẻ luôn. Thì mình có để link ở bên dưới á, cái link tiếp thị á, nằm ở dưới đường mô tả đó, thì các bạn nhấp vào mà vào mua ha. Thì tính luôn tiền ship này nọ thì chắc cũng dữ lắm 30.000 ha. Nó là tùy vào cái khu vực của các bạn. Và một tép như vậy thì nó tầm đâu khoảng đâu là 12 hạt nha các bạn ha. Thì mình trồng thì nó lên được cũng được là 8-9 hạt gì đó. Nói chung cũng có mấy hạt lép. Thì đối với cái cây mà khổ hoa tây này, về cái cách trồng các bạn thì nó giống như những cái cây khác thôi. Ví dụ như là cây bầu, cây bí, cây dưa leo các bạn. Tại vì nó cùng họ mà. Nó cũng rất là dễ trồng luôn. Thì mình cứ trồng là từ 4 đến 5 tấc cho một lỗ ha. Đó. Rồi mình cứ tưới phân cho nó, ví dụ như nó bắt đầu là 5 đến 10 ngày tuổi đó thì mình bắt đầu mình tưới cái DAP cho nó, cái liều lượng nó mỏng thôi. Tưới nhiều quá là nó bị trái rễ nha mọi người, cũng như là mình sẽ xịt phòng cái bọ trĩ cũng như là sương mai cho nó ở từng cái giai đoạn, nhất là cái giai đoạn là từ 5 ngày tuổi cho đến là 25 ngày tuổi nha các bạn. Thì đối với cây này thì nó cũng rất là dễ thôi, còn về cái phần mà bấm ngọn á thì cây của mình mà nó bò khoảng đâu là 7-8 lá vậy các bạn, thì chúng ta bắt đầu là chúng ta bấm ngọn cho nó để cho nó ra những cái chèo ha. Thì thông thường đối với cây khổ hoa tây này thì mình sẽ lấy là tầm đâu là 3 chèo nha các bạn ha, là hợp lý rồi. Các bạn cũng có thể là lấy được 4 chèo cũng vẫn được, nhưng mà các bạn phải tưới phân cho nó nhiều. Ở đây trồng có con tép mà nó bò đầy vườn luôn nha các bạn ha. Còn trái này là trái khổ hoa đắng nha mọi người, cũng có xen canh vô. Mình thấy các bạn cũng hỏi thăm nhiều quá, thì hôm nay thì chia sẻ cho các bạn cái điểm mà các bạn mua ha, ở trên sàn thương mại điện tử các bạn nhấp vào các bạn mua thôi thì nó rất rất là tiện lợi luôn. Chỉ có mười mấy ngàn thôi các bạn, chúng ta làm vàng nhìn nó rất là mát, các bạn nhìn rất là ok luôn nha mọi người ha. Và các bạn mua là các bạn phải xem kỹ nha, tại vì ở trên chợ thì nó có rất là nhiều giống luôn. Còn nếu như mà anh em mà nào mà nhấp vào cái đường link của mình mua thì nó chắc chắn là 100%, tại vì mình đã lựa sẵn cho các bạn rồi. Và link này là link uy tín nha, chứ không phải ba cái link tào lao về trọng không lên. Đối với cái hạt khổ hoa tây này thì chúng ta không cần ủ nha mọi người, chúng ta ngâm nước cho nó khoảng đâu từ 2 cho đến 3 tiếng thôi, ba cái nước mà ấm ấm á, tầm khoảng đâu là 30 độ C là được rồi. Và sau đó thì chúng ta lấy trồng thôi, chứ cũng dễ lắm, chứ không có gì khó. Đây các bạn xem nè, nó trái mê không. Thì trái này ăn thì ban đầu thì nó cũng giòn giòn nó ngon các bạn, nhưng mà về sau thì nó cũng ngán lắm, chủ yếu là trồng cho đẹp thôi. Anh em nào mà thích thì anh em nhấp vào mua ha. Và ở đây là mình không có bán nha, cái này là mình chia sẻ cho các bạn về cái tiếp thị thôi đó. Thì đó là vậy nha mọi người nha. Đó, thì mọi người mà thấy mình chia sẻ cũng được được đó, thì các bạn hãy bấm nút like cũng như là đăng ký kênh cho mình nha các bạn ha. Cũng như có hình quả chuông các bạn bấm chuông nha. Thì khi mình ra video về những cái loại mà bầu bí dưa leo các bạn thì các bạn cũng có thể là xem được ha. Thì cơ bản các bạn thì nó trồng là giống nhau, nó không có gì khác biệt á, nó chỉ có cái thời gian nó hơi chênh lệch thôi. Ví dụ như cây khổ hoa tây này đi thì nó là cái thời gian của nó là 50 ngày là nó sẽ thu hoạch ha, 45 đến 50 ngày là nó sẽ thu hoạch. Còn đối với cây dưa leo các bạn thì nó tầm đâu khoảng đâu là 32 ngày là nó đã thu hoạch rồi. Nó chỉ chênh lệch cái thời gian thôi, nhưng mà về cái cách mà để mà chúng ta trồng á các bạn thì nó giống nhau như đây nè. Nó cứ 4 tấc gốc. Nó quay cận cảnh cho bạn xem luôn. Cứ 4 tấc gốc trồng thưa thưa vậy đó, cho nó bò lên. Đâu có gì đâu. Cái này mình trồng ở đất thịt thường cũng được nữa, chứ không cần phải những cái loại như sử dụng cái giá thể này cho nó cao siêu. Chia sẻ là phải chia sẻ kỹ, nhưng mà các bạn có thể trồng những loại đất bình thường thôi, ăn thua mình bỏ phân với tưới nước nó cơ bản là được rồi, nó không cần gì các bạn. Đây các bạn thấy nè, mình quay từ khúc cho các bạn xem ha, nhìn mê lắm. Lúc trước thì mình có mấy cái video về cái loại mà trái khổ hoa tây mà ngắn á các bạn, cái loại đó thì trái nó ăn cũng dai lắm các bạn, dai lắm. Bữa trồng cũng bán được, nhưng mà kiểu như dân khúc mình người ta không có biết ăn cái loại này, mình bán nó cũng ấy. Nói chung là trồng ít ít thôi, tại vì mình là dân ở quê các bạn, cứ cái ăn thứ mình trồng thứ gì đó.
để có nào thì mình bán cái đó ha. Đấy các bạn xem nè, nó vườn không? Cái này á rất là dễ luôn. Ví dụ như các bạn mua lưới chứ mua trụ cây dễ, các bạn giăng lưới lên xong rồi bạn cho nó bò lên thôi à. Chủ yếu mà khi mà mình ngắt ngọn chèo á, mình cho nó tập trung, nó cái trái nó dài, khi mà nó ra trái thì anh em cứ tập trung anh em ngắt ngọn chèo đi. Mà trong cái trường hợp mà nó kiểu như là nó ra bông mà nó không đậu quả các bạn, thì các bạn có thể sử dụng những cái thuốc kích thích nó, ví dụ như là G5 30 30 ha, nó còn muốn trái nó to nữa này nọ các bạn, thì các bạn có thể là sử dụng là Power F95 ha. Còn muốn cho nó bung đọt nữa thì cứ xài thằng Decamon hoặc là thằng Grip nha mọi người. Là cái chèo của mình nó vượt dữ lắm, nhưng mà đồng thời thì mình phải tưới phân cho nó được xíu, nói chung là phải tưới phân đều, tưới phân mà định kỳ á. Tại vì sử dụng mấy hàng loại kích thích này á, cái cây của mình ốm nó tông lắm, nó rất là dễ bị gãy dây. Ví dụ như cây của mình mà nó phát triển phải không, trái của mình ra mà mình cái dây mình yếu á là nó gãy liền ha. Nó do đó thì các bạn phải xem xét mình tưới phân cho nó ok nha. Đó các bạn, thì một lần nữa thì các bạn nào mà muốn mua cái hạt giống này á, thì mình để link ở dưới đường mô tả, các bạn ở dưới phần bình luận cũng có cái link nữa, cái link màu xanh xanh á, các bạn nhấp vào ha, thì nó sẽ dẫn đến cái sàn thương mại điện tử Shopee ha. Và đây là link tiếp thị của mình. Ở đây mình cũng đã chọn lọc kỹ rồi, nó thì các bạn bấm vào mua thôi, nó chỉ có 11.000 thôi các bạn, rất là rẻ, bằng ổ bánh mì thôi à, với lại thêm cái tiền ship nữa. Tiền ship thì nó tùy vào cái khu vực xa gần, ví dụ như các bạn ở gần thì nó có thể là có mấy ngàn nữa thôi, và ở xa thì nó sẽ khoảng đâu là tầm 20.000 đến 22.000 à. Đó thì chia sẻ cho bạn vậy nha. Nó đây là một số cái hình ảnh mà khổ qua tay khác nè, mình có lòng vô cho các bạn xem á. Đó. Đó rồi thì mình xin được mến chào nha.